Như chúng tôi đã triển khai chương trình tri ân khách hàng năm 2023 và kết nối vòng tay lớn năm 2024. Hôm nay, ngày 4 tháng 2 năm 2024, nhà thuốc Trần Thị Huyền chúng tôi tổ chức tri ân khách hàng năm 2023 và kết nối khách hàng năm 2024. Bây giờ là 7 giờ. Khâu chuẩn bị của nhà thuốc, ban tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ và bắt đầu đón đợi quý khách hàng đến tham dự buổi tri ân khách hàng hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Lúc này khoảng gần 200 giải thưởng, ví dụ ghế đa năng, nồi cơm điện, lò vi sóng, máy ép trái cây, đồng hồ quả lắc, những chiếc vali kéo, những hộp nấm linh chi, nhiều hộp đông trùng hạ thảo, những chiếc ba lô em bé, vân vân, tất cả đã bày sẵn để đón đợi quý khách hàng đến tham dự bốc thăm trúng thưởng hôm nay. Mời các bạn cùng vui chung với nhà thuốc Trần Thị Huyền chúng tôi. Thông tin kính mời khi trả lời của tổ chức nhà thuốc là hiệu thuốc Trần Thị Huyền chúng tôi xin được chân thành thông báo tới toàn thể quý vị. Chỉ có ít phút nữa tôi chương trình bốc thăm trúng thưởng tri ân khách hàng năm 2023 của nhà thuốc Trần Thị Huyền sẽ chính thức được diễn ra. Với trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý bà con nhân dân chúng ta cùng trở vào bên trong nhà thuốc để cùng mua sắm và cùng nhận lấy cho mình những lá phiếu, và sau đó mời quý vị cùng để vào hộp phiếu. Ít phút nữa sau khi quý vị chúng ta cùng đến với chương trình bốc thăm trúng thưởng, quý vị chúng ta sẽ cùng tham dự để cùng đến với chương trình ngày nay và nhận những phần quà ý nghĩa của nhà thuốc Trần Thị Huyền khi được trân trọng thông báo tới toàn thể quý vị. Chương trình xin phép được bắt đầu. Quý vị kính mến, xin được nồng nhiệt và chào mừng toàn thể quý vị khách quý khách hàng đã cùng có mặt để tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng tri ân khách hàng của nhà thuốc Trần Thị Huyền trong buổi sáng ngày nay. Lời đầu tiên cho phép hoàn toàn xin được thay lời cho ban tổ chức trân trọng gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Chúc chương trình được diễn ra thành công, rực rỡ. Quý vị kính mến, ngày hôm nay rất là vinh dự khi nhà thuốc Trần Thị Huyền được chào đón sự hiện diện của quý vị khách quý bà con nhân dân đã cùng bớt chút thời gian để cùng trở về tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng tri ân khách hàng. Mặc dù là điều kiện những ngày Tết rất là bận rộn, tuy nhiên ban tổ chức nhà thuốc Trần Thị Huyền cũng rất là vinh dự khi được chào đón sự hiện diện rất là đông đủ của quý bà con nhân dân. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón nhân viên của nhà thuốc và Trần Thị Huyền sẽ lên sân khấu để có đôi lời phát biểu cảm ơn tới toàn thể quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị ạ, xin mời. Trước pháp luật.
chủ nhà thuốc có hai nhân viên giúp việc là dược sĩ Trần Thị Huyền và dược sĩ Nam Tư Hương. Thưa quý vị, nhà thuốc Trần Thị Huyền được như ngày hôm nay là do sự tin tưởng đồng hành của các quý khách hàng xa gần đã đến mua thuốc thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại nhà thuốc Trần Thị Huyền. Chúng tôi không phụ lòng tin của khách hàng. Niềm tin của chúng tôi đã được tích lũy từ nhiều năm trước, từ khi tôi còn ở bệnh viện từng san sẻ những thìa đường hoa mai cho những bệnh nhân khó khăn. Tôi đã từng cười chiếc áo than khoác trên mình học cho những đứa trẻ khi canh đèn bão như đỡ đẻ cho những người đẻ rơi trên xa tàu. Tôi đã từng tự tay mình lấy những viên thuốc trong tủ rừng giúp cho người bệnh qua cơn nguy kịch. Nhiều lắm những kỷ niệm in dấu thời bao cấp nghèo khó xưa kia còn gặp lại, thì hôm nay xã hội ta thay đổi vượt bậc, không có lý do gì cản được việc thực hiện y đức của người thầy thuốc đang hành nghề y dược tư nhân trên nhà thuốc của chúng tôi. Chúng tôi luôn coi nỗi đau của người bệnh như nỗi đau của chính mình và người thân của mình. Chúng tôi luôn tôn trọng sự tích góp đồng tiền làm ra của bà con cô bác. Vì thế, chất lượng thuốc, chất lượng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giá cả phải chăng trên nhà thuốc của chúng tôi luôn đặt trên hàng đầu. Và không quên gửi kèm tâm đức của mình trên từng đơn thuốc, trên từng toa thuốc tới mỗi quý khách hàng của nhà thuốc chúng tôi. Lời dạy của Bác Hồ kính yêu, lương nghi như tử mẫu, không hề phai nhạt trong tâm cả mỗi thành viên trong nhà thuốc chúng tôi. Kính thưa các quý khách hàng có mặt trong buổi chia khách hàng và kết nối khách hàng năm 2024. Năm cũ qua đi, mùa xuân năm mới đang tràn về. Cho tôi xin gửi tới các cô, các ông, các bà, các cô bác, các quý khách hàng của nhà thuốc chúng tôi một lời chào, lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng. Cho tôi xin được cảm ơn các quý khách hàng đã đồng hành cùng nhà thuốc chúng tôi trong suốt thời gian qua. Tôi kính mong bà con cô bác tiếp tục mua thuốc, mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại nhà thuốc Trần Thị Huyền năm 2024 và sẽ tiếp tục giới thiệu quảng bá thương hiệu của thuốc thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên nhà thuốc chúng tôi rộng rãi hơn, để chúng tôi có những buổi tri ân và kết nối khách hàng ngày càng được lớn mạnh hơn. Xin trân trọng cảm ơn.